Hello, shop thú cưng miền Tây hôm nay giao hai bé, một bé bắp và một bé bundle về Cần Thơ nha. Bé bắp thì cho bạn Thu Đặng, còn bé bundle đáng yêu xinh đẹp này là cho bạn Hoàng Di ở Cần Thơ luôn nha. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bé này thì rất là năng động, đáng yêu luôn, 2 tháng tuổi nha các anh chị. Và khi mà các anh chị liên hệ đến shop qua số điện thoại 0939285272 thì sẽ được shop gọi điện trực tiếp và cho xem bé và chốt nhanh luôn nha. Và các anh chị cứ yên tâm là giá bên shop của em đảm bảo là bao mềm so với thị trường luôn, anh chị nhanh tay liên hệ để rước bé nha.